Từ xa xưa thì con người đã luôn suy nghĩ việc làm thế nào để có được cuộc sống bất tử. Trường thọ này vốn luôn là mơ ước của nhân loại. Từ cách đây 4.000 năm, con người đã bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm chìa khóa cuộc sống bất tử. Tuy nhiên, chưa có một ai thành công. Ngày xưa thì các bậc vua chúa, các pháp sư, nha giả kim luôn tìm kiếm một phương thuốc bí ẩn nhằm kéo dài sự sống. Ngày nay thì những bộ phim điện ảnh về đề tài bất tử từ Hollywood đến cả châu Á nữa đều thu hút khán giả với cách khai thác đầy mới lạ, kết hợp giữa khoa học viễn tưởng và thần bí. Nào, không rông dài thêm nữa, cùng ta cả khám phá. Những con người đã chơi đùa với thời gian. 5. Vị vua ngủ với 1.000 phụ nữ để bất tử. Trong thần thoại Trung Quốc, Hiên Viên Hoàng đế hay còn được gọi là Hoàng đế là một trong ngũ đế nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc. Ông là một người rất chú trọng việc chăm sóc sức khỏe bản thân nên đã sống thọ đến năm 111 tuổi. Một điều mà hiếm vị vua làm được, bởi hầu hết đều qua đời khi còn khá là trẻ mà thôi. Để có được sức khỏe tốt và sống lâu, Hiên Viên Hoàng đế có hai cố vấn quan trọng. Một người thường dẫn ông điều hòa hơi thở, chế độ ăn uống, chuyện chăn gối cũng như một số bí quyết để đạt tới sự bất tử. Bên cạnh đó thì Hiên Viên Hoàng đế còn có một người bạn, đồng thời cũng là người tình của ông. Chính người tình này đã hướng dẫn cho ông những tuyệt chiêu phòng the để có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn, khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ của mình. Hiên Viên Hoàng đế và người tình cũng thường xuyên trao đổi về vấn đề chăn gối và đều được sử sách chép lại. Những tài liệu trên chỉ ở vua chúa và thành viên hoàng tộc mới thể tiếp cận. Dù làm chuyện ấy có tác động tốt tới sức khỏe, nhưng nếu quá nhiều và quan hệ với nhiều đối tượng thì sẽ thành có hại. Bởi quan hệ tình dục sẽ tiêu tốn khá nhiều sức cũng như năng lượng. Nếu chuyện ấy kéo dài quá lâu sẽ làm năng lượng cơ thể tiêu hao rất nhiều, tinh khí suy hao, khí huyết hư tổn, từ đó gây ra cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, cơ bắp thì đau nhức, toàn thân thì mất hết sức. Ngoài ra, việc quan hệ quá nhiều thường xuyên cũng sẽ gây ra rối loạn chức năng sinh lý, giảm hơn muốn tình dục và tăng nguy cơ mắc bệnh sinh dục nếu mà quan hệ bừa bãi, không an toàn. Theo một số tài liệu, Hiên Viên Hoàng đế có đời sống tình dục đồ sộ khi mà đã quan hệ với hơn 1.000 trinh nữ để đạt được sự bất tử của mình. Cũng theo giải thoại, sau khi qua đời, Hiên Viên Hoàng đế đã lên hoàng đường và trở thành Xian, hay còn gọi là Hesan, có nghĩa là người bất tử. Tuy nhiên là tất cả điều trên thì đến nay vẫn còn điểm nghi vấn, bởi vì chưa bằng chứng xác thực hay nghiên cứu đã chứng minh việc quan hệ tình dục nhiều như vậy có thể giúp trường sinh bất lão. Khoa học hiện đại đã công nhận việc quan hệ tình dục đều đặn và điều độ có một số lợi ích sức khỏe, như giảm huyết áp, củng cố sức khỏe tim mạch, giảm stress, cải thiện giấc ngủ, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Alexander Boganov là một nhân vật khá nổi tiếng trong quá khứ và luôn tin rằng phương pháp chuyển máu có thể là chìa khóa cho sự bất tử. Boganov đã tiến hành vài thử nghiệm trao đổi máu và thu được kết quả khá là tốt. Đó là ông nghĩ như vậy. Ông cho rằng sức khỏe của mình đã thay đổi đầy tích cực sau mỗi lần thực hiện thành công. Cho tới lần cuối cùng định mệnh, ông chuyển máu với một sinh viên bị bệnh sốt rét và đã tử vong không lâu sau đó. Không rõ là Boganov chết vì virus sốt rét hay do không tương thích với nhóm máu sinh viên kia. Mọi chuyện đến ngày nay vẫn còn là một bí ẩn, chưa lời giải thích xác đáng. Nhưng mà cậu sinh viên đã may mắn sống sót sau cái lần thử nghiệm đó. Ngày nay thì phương pháp truyền máu từ người trẻ của Boganov cũng đã thực sự được nhà khoa học nghiên cứu. Tony Wickray, một giáo sư chuyên ngành thần kinh học tại trường đại học East Stanford, và các đồng nghiệp của mình đã công bố trên tạp chí JAMA Neurology. Có khả năng là một hoặc nhiều protein có trong máu của những người ít tuổi có thể trẻ hóa một loạt cơ quan, bao gồm cả não người già. Đây là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy chương trình nghiên cứu của chúng tôi. Tuy nhiên là những thí nghiệm này mới chỉ thành công trên chuột và chưa chắc chắn là liệu có đạt hiệu quả với người hay không. Ngoài ra thì còn có một số nghi ngờ về việc khi các yếu tố tăng trưởng lạ xuất hiện cơ thể có thể dẫn đến ung thư. Vì vậy, việc kiểm tra an toàn ngay cả trong quá trình thử nghiệm là rất quan trọng. 3. Diana de Poitiers. Diana de Poitiers sinh năm 1499, mất năm 1566. Người thân cận nhất với vua Henry II của nước Pháp, được mệnh danh một danh nhân tuyệt sắc. Với mong muốn giữ được vẻ trẻ trung nên bà luôn ra sức tìm cách để mình trẻ và đẹp hơn nữa. Mặc dù là hơn vua tới 20 tuổi, nhưng mà khi nhìn vào nhan sắc của Diana de Poitiers, ít ai biết được điều đó. Nhằm giữ gìn sắc đẹp của mình, Diana thường xuyên uống một loại hỗn hợp từ vàng chlorua và dung môi diethylether để ngăn ngừa quá trình lão hóa. Tuy nhiên là chính hợp chất này đã khiến Diana chết dần chết mòn và qua đời tuổi 66. Những khám nghiệm trên tóc của bà cho thấy bà đã bị ngộ độc với vàng mãn tính. Diana thì không phải là người phụ nữ duy nhất dùng vàng để trường sinh bất lão.
Khoảng năm 133 trước Công Nguyên, nhà Tả Kim Li Shaoqun đã khuyên hoàng đế nhà Hán ăn những đồ làm bằng vàng để mà kéo dài tuổi thọ. Thực tế là rất nhiều tài liệu khoa học trên thế giới khẳng định vàng kim loại không hề tác dụng gì cơ thể hết. Lý do là vì vàng trơ mặt hóa học, không tan trong axit, đơn axit như là axit chlorhydric. Trong khi đó thì dạ dày chúng ta có pH từ 2-2.5. Hàm lượng axit clo dạ dày bằng 1/1200 lần so với axit chlorhydric đậm đặc. Nhưng mà vàng thì lại không thể nào tan trong axit chlorhydric đậm đặc. Do vậy, vàng cũng không thể nào tan dạ dày. Điều này khẳng định nếu chúng ta ăn vàng, uống vàng kim loại, cơ thể thì sẽ hoàn toàn không hấp thu được và đào thải ra theo đường tiêu hóa. Hai, vợ chồng Perenella và Nicolas Flamel. Hai vợ chồng Perenella và Nicolas Flamel sống ở thế kỷ thứ 15 là một trong số ít người trên thế giới được cho thật sự sở hữu khả năng bất tử. Họ là những nhà giả kim nổi tiếng ở Pháp vào thời đó. Trước khi kết hôn với Nicolas ở tuổi 30, Perenella đã có hai đời chồng. Họ đến với nhau và sinh được một người con. Hai vợ chồng sử dụng khối tài sản có được từ công việc giả kim để chăm sóc bệnh nhân và những người nghèo khổ nhất. Nicolas là một nhà giả kim nổi tiếng toàn thế giới. Chuyện đi tìm đá thần của những triết gia được cho là có khả năng giúp con người trường sinh bất lão. Theo tài liệu lịch sử, ông biết hầu hết thuật giả kim do học được từ một người Do Thái và ông đã chép lại, sao lại chúng đánh bản viết tay và bán chúng ở đường phố Santiago de Compostela. Ông được cho là có khả năng đá thần của triết gia để biến đá thành vàng và điều chế thuốc trường sinh bất tử. Nicolas và vợ của ông đã sử dụng kiến thức có quyển sách huyền bí dày 21 trang của Abraham, hay còn gọi là The Codex, tức là bản chép tay, và dùng viên đá các nhà triết học tạo ra bạc vào năm 1382 và sau đó biến chúng thành vàng. Cái chết của Nicolas được ghi nhận vào năm 1418, tuy nhiên ngôi mộ của ông hoàn toàn trống không. Người dân thì ngày càng tin rằng ông cùng người vợ tài năng mình vẫn còn sống cho đến tận ngày nay, bởi lẽ một số nhân chứng nhìn thấy hai người đi khắp Paris. Ngôi nhà Nicolas hiện nay là một nhà hàng cũng thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan. Thậm chí là một số nhân chứng khác cũng tuyên bố đã nhìn thấy Nicolas tại một rạp hát opera ở Paris năm 1761. Cuộc đời huyền bí của vợ chồng Flamel đã trở thành một trong điều bí ẩn nhất lịch sử nhân loại. Ngoài cuốn sách của Abraham, ông Nicolas còn xuất hiện trong tác phẩm Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà của Victor Hugo, bộ truyện Harry Potter kinh điển của J.K. Rowling, series 7 cuốn truyện Bí mật của Nicolas Flamel bất tử của nhà văn Michael Scott và cả trong tác phẩm Mật mã Da Vinci. Và vị trí đầu tiên video ngày hôm nay thì đó chính là câu chuyện về nhà sư vẫn sống 75 năm sau khi đã chết. Vào ngày 15 tháng 6 năm 1927 là một ngày đáng nhớ đối với các học viên tại một ngôi chùa ở Puri Athia mà ngày nay thuộc Nga. Đó là ngày mà người thầy của họ, Dasi Dozo Itigilov, nói rằng muốn sang thế giới bên kia. Ông yêu cầu học viên chôn cất mình sau khi qua đời và đào xác lên sau 50 năm. Là người lãnh đạo tinh thần của Phật tử ở Nga, nhà sư Dasi Dozo không phải là một người thầy bình thường. Sự chuẩn bị sang thế giới bên kia của ông bao gồm một chế độ ăn uống đầy đặc biệt. Kế hoạch của ông đã chứng minh rằng sự bất tử dường như không quá hoang đường. Khi đến đúng thời điểm dự định, ông ngồi trên sàn nhà, nhắm mắt lại và qua đời vài ngày sau đó. Đáp ứng mong muốn của thầy mình, các học viên đã chôn Dasi Dozo trong một chiếc quan tài bằng gỗ tuyết tùng. Tuy nhiên, các học viên của Dasi Dozo thì không thể nào hoàn thành mong ước còn lại của ông, khai quật xác sau 50 năm. Thay vào đó, họ đã phải chờ đợi đến thời kỳ sau chiến tranh lạnh mới thể làm được điều ấy. Thế rồi vào năm 2002, 75 năm sau khi chôn cất, cuối cùng là xác của Dasi Dozo cũng được khai quật trước sự có mặt của một số nhà lãnh đạo Phật giáo của Nga và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thứ mà họ tìm thấy bên trong hộp lại là một bí ẩn khoa học thực sự. Xác ướp Latma Dasi Dozo Itigilov là một trọng thi hài được bảo quản nguyên vẹn nhất thế giới. Di hài Latma gây chú ý khi qua đời cách đây gần 100 năm, nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn và không phân hủy chút nào. Các chuyên gia, nhà khoa học cho hay, cơ bắp, các mô, khớp bên trong của Latma Dasi Dozo vẫn mềm mại như của người mới qua đời vài ngày vậy. Giống như nhiều nhà sư, Latma Dasi Dozo Itigilov qua đời trong tư thế ngồi thiền. Với những đặc điểm trên, một số người cho rằng Latma Dasi Dozo vẫn còn sống và đang trong trạng thái thiền sâu mà thôi. Xác ướp của Latma Dasi Dozo càng trở nên bí ẩn hơn nữa khi mà người ta nhận thấy nhiệt độ bên trong cơ thể nhà sư này tăng lên trong các buổi lễ tại tu viện Ivonne. Chính vì vậy, giả thuyết Latma Dasi Dozo vẫn còn sống, đang ở trong trạng thái thiền sâu hay ở cõi Niết Bàn ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Cho đến nay thì những bí ẩn và xác ướp của Latma Dasi Dozo Itigilov
vẫn chưa làm sáng tỏ và đang còn ở nguyên đó. Quả thật là không thể nào mà tin được. Và video này đã hết rồi. Đừng quên like, share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe Taka ngay lập tức nhé.